Trong video này thì kênh chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một cái chi tiết nhỏ thôi, nhưng nó cũng tôn vinh lên cái vẻ đẹp của căn nhà, cũng như là nó rất là tiện ích. Nó là một cái tủ, cái tủ của đồng hồ điện nhà nước. Ở đây tôi sẽ mở ra cho quý vị xem. Ở trong này nó có một cái công tơ điện, hay gọi là cái đồng hồ điện á, để mình theo dõi cái chỉ số sử dụng điện của căn nhà. Được mình làm cái học âm vào khoảng chừng 20 nè, một gang tay. Cái chiều cao thì 3 gang, là khoảng chừng 50. Còn bề rộng thì nó khoảng chừng là 25. Cái này 25 nè, cái này là 50. Còn cái chiều sau cho là 20. Sau đó chúng ta làm một cái tủ nhôm như thế này, nhôm đơn giản thôi, nhôm nhỏ. Nhôm này là nhôm thô đơn giản thôi, được đóng mở bằng cục hít này. Sau đó chúng ta xem số điện xong á, đại lại rất là đẹp. Đây là cái đồng hồ của một căn nhà phố, nó âm vào bên trong. Tương tự nhà bên kia cũng đang là một cái tủ tương tự này. Đây này, nhà này thì cái tủ nó hơi nổi ra một chút. Nhà này thì cái tủ nó hơi nổi ra khoảng chừng 5 phân, nó không đẹp bằng, không đẹp bằng cái nhà bên này. Nhà này thì cái tủ nó liền với cái mặt đá granite của cái cổng hàng rào luôn. Đây đây cũng là một cái tủ điện nè. Này thì hơi lớn. Do là đồng hồ ba pha nó hơi lớn hơn chút. Cảm ơn quý anh chị, cô chú đã theo dõi cái video này. Xin cảm ơn.